mấy con nai ví dụ như chạc thì 7 thì 8 rồi nhỉ. Đúng rồi, để kinh doanh cho vui. Đâu ví dụ ai ít tiền được, mấy nó chụp được. Được. Nhưng mà anh nghĩ chỗ đó lên không có được đó. Thì họ xây toàn nhà tù đông. Thương lượng gì trả thẳng luôn rồi tấm mình tự làm chứ thương lượng gì không, đây dân đông. Ừ, ý là thì mình tự thương lượng mình tự làm luôn có gì đâu, mấy chục triệu ít sao. Đó nhìn quen quá nhỉ, còn ừ chặt đều là mâm đều khác tình lâm. Hello. Ủa giống nhà nhỏ nãy giờ. Nó chứ ai. Này phát cây đi, nó rộng rạp ấy. Không cần, đổ bê tông là đẹp liền chứ phát chứ. Ở cái này nếu mà muốn ăn muốn bán nhanh lụm cò thì mình đưa cho ông Thu rồi chi cò bảo chứ không để mấy này nó lụm hết á, tại khách thu nhiều lắm. Mấy lô này đẹp nè. Mình mua rồi mình xem về kiểm tra nó mình mua rồi. Thì mình thí dụ mình mua được mình mua, còn không mình phải lấy cò chứ mất mớ gì mình phải trả phải hả? Thẳng luôn phải không? Đi thẳng là lại đi. Nhưng này mà... về cũng được. Đi về gì? Ừ. Đi về đi ra đây. Đi đường đẹp á. Ừ. Đi đường đẹp, đi đường nãy, đi đường nãy cũng về cũng được mà. Đây để kia về lại cả hai chiếc. Đấy, ngược xong rồi đó. Tôi tưởng mà em chưa đi đường này bao giờ. Gì hả? Để hỏi coi á. Cái đẹp. Google Maps có ra được không? Về khoảng mà nhìn Google anh cũng kém lắm. Đấy, ở đây có chỗ đưa xe nào đó. Coi chưa? Coi trong đây. Anh đưa xe ra. Ở nhìn cái cầu này quen lắm, đi luôn đi được. Không, đường này không mà. Mà giờ ghe này cũng được nữa, con thằng chạy tới rồi rượt mình kìa. Hướng ra tỉnh lộ 725. À đúng. Vậy cũng hỏi được hả? Không, đường này ra được, đường này thông hết ạ. Đi mà đi về chỗ cái gì đó. Đi theo hướng được hết, nếu không có hướng nào đâu. Xuống đi ha. Đúng rồi. À, hai đường như nhau. Không, cái kìa ra chỗ gì ta? Huyện Mẹ đó. Gia Lâm hả? Không, cái gì Đông Đông Anh. Đông Anh à? Ừ. Đi đường này gần hơn, ở chết mẹ rồi, đang làm đường. Thì đun rồi. Không, phải đào không? Không, hình như có đường rẽ sao á. Không được rồi, nó làm rồi. Được, thôi, quay đầu. Được không đó? Xe được không? Tân không xe được nữa. Xe vào cổng được không? Được, nhưng mà anh đang thấy mấy cái mương. Để đem xuống. Xe cổng trên đi. Cổng trên rộng nè. Rồi, ok. Cổng trắng á. Đi quay clip chào hàng vậy là xong rồi, thua. Vậy thì anh ta lại chỗ đầu đường cái này. Thẳng ra dự án này. Cái này là gì? À, nhà người ta đây hả? Ừ. Đang xuống. Đi lớn. Tắt video chưa? Không, đã xóa. Ê, mình chỉnh lại mới thôi, vậy thôi. Vậy được hết, chỉ sợ là mương cống này nọ đi dính bánh này. Không quen á. Đây thì dân đông nha. Ừ, đây đẹp nè. Dân đông. Giờ hồi nãy mình nào ta? Đấy thì đang ở ba đó. Ừ,
xóa đi. Bạn phần nhạc đẹp. Lồng nhạc vô. À. Nè nhìn view này nó hấp dẫn nè. Anh về anh chốt được đất kia kìa, đất kia kìa. Rồi thấy rồi. Này xanh xanh đó. Ừ. Hơi quẹo đúng không? Không. Chưa tới. Mình quẹo cho nó đi. Mình quẹo cho nó đi. Nhìn mẹ vậy, có mẹ nhiều cho chạy nhìn. Không biết nhiều. Hay là mình liều mình đặt cọc rồi mình xoay tiền sau nhỉ? Nói chứ tối nay anh trả lời, tối nay anh gọi cho hai đồng chí kia rồi anh chốt. Việt Nam mình đó là Việt Nam. Tôi mới tin được miếng này. 500 đúng không? Ừ. Rồi anh có một bà chị 300 nữa là 800 rồi. Còn bạn con nhỏ bạn anh là tỷ 2, bạn ơi đủ luôn rồi đó. Đây bấm từ đây nè. Sao? Đây có đất trăm hết, bỏ trăm ra. Xóa cái bên đó. Đó. Một lát anh lên máy tính anh cân chỉnh lại. À được luôn hả? Trời, anh chuyên gia anh làm tiếng mà anh chịu. Ừ, tài. Lát về anh làm rồi tối anh làm cửa cho. Tiếng nói mình nãy giờ thay bằng âm nhạc hết. Đấy hả? Ờ. Nào thấy có đồ chơi gì trong phòng? Máy tính anh đầy đồ chơi mà. Đó, khu này đẹp nè, sầm uất nè. Dân này đông thật đấy nhỉ. Ừ. Dân đông mà view đẹp nữa là thôi. Nghỉ dưỡng đó yên tâm đúng không? Ừ. Không sợ ma nó đến nó hấp hồn. Thực ra là trung tâm xã đây có chút xíu à. Đây nè. Chết bà, rung quá. Sao? Về anh chỉnh cho bớt rung luôn, có phần mềm chỉnh rung luôn. Mình lỡ mình quay trung quá nó sẽ tự cân chỉnh lại. Giờ hiện tại là trái phải, trái đi thẳng đi ra Gia Lâm thẳng chứ đúng không? Dạo phải không đi thẳng đấy là đi ra Gia Lâm đi. Mình quảng cáo đất nghỉ dưỡng mình phải đi cho đẹp nha. Tao né làm gì căng. Nó tệ ra cũng phải có những chỗ về để người ta đi hai xe đúng không? Camera ấy luôn 360 độ luôn. Đâu có đâu. Xe nó có vậy đó. Xe là chạy theo cảm tính rồi. Sao con lại thấy nó hiện lên cái. À nó chỉ hiện ra cái là mình đang lùi. Chứ nó không có hiển thị về camera. Quay dự án không? Đang quay nè. Dự án bên này nè. Thôi khỏi từ từ. Khỏi. Cần gì? Nó dự án đẹp chưa kìa. Khách kìa. Vào tí anh. Không. Mà xem mình ra. Về có việc. Ờ ngày mai đi. Ngày mai còn đi Tân Thanh nữa mà. Vào xem giá đất xem. Cái đó là dự án đâu, cái đó là viện nghiên cứu của quốc gia mình nó đem về đó đó, nó phải đất bán đâu. Biệt thự á, đất biệt thự. Cái ông anh gì ông ở đây ông nói cái đó là không. Viện nghiên cứu mà không, đất biệt thự đấy. Thẳng luôn đúng không? Đi thẳng là ra Gia Lâm thì thẳng mới đẹp, đường này đẹp hơn. Nhưng mà Gia Lâm anh đi vòng ngược à? Đây là trung tâm xã này, tới đây là trung tâm xã đây nè. Bác này bác đi giữa đường mình khó xử quá. Eco Sport là lên gà đá không? Cái miếng mà đó là Tân Văn. Tân Văn. Ừ, chứ không phải Tân Thanh, Tân Thanh xa lắm. Tân Thanh đi xuống đó phải. Tân Thanh là Phúc Thọ. Ừ, Phúc Thọ là mới tới Tân Thanh, Hoài Đức mới tới Tân Thanh. Còn cái chỗ là Tân Văn nó gần xịt cả. Anh từ trung tâm hành chính huyện xuống đó có chưa tới 5 cây đâu. Ủa, cái miếng này là chủ là sát bên nhà luôn hả? Hàng xóm luôn hả? Không, em không biết chủ đâu. Ủa, à miếng kia mới hàng xóm đúng không? Ừ. Miếng kia mới hàng xóm. Đồ mẹ cái này không khéo bị bán mất rồi. Thì anh về đi nghiên cứu đi, mai có duyên thì mình mua được mà. Mai mình anh? Làm việc thôi. Anh cần hai cuộc điện thoại là anh biết được kết quả à? Ừ, thì sao anh sáng mai mình ưng là sáng mai mình đi mình trả giá. Ừ. Mình trả tròn 3 tỷ luôn. Mình đặt cọc. Mình trả làm sao mà người ta phải chịu bán luôn á. Mai á, nếu mà anh ưng em đi
gặp bà kia bà cho gặp chủ. Tôi trả giá được đặt gặp chủ luôn, đúng chủ đúng tên đúng sổ, làm việc luôn. Nếu mà được miếng này đó anh, về anh đẩy cái miếng lên kia đi, tại hôm bữa người ta cho anh lời 200 triệu rồi, anh kêu là anh quất lên 300 lận, nên anh bỏ lô đi qua tập trung lô này nó đẹp hơn. Bên kia nó cũng đẹp, bên kia nó cũng đẹp, hai mặt tiền lắm, đẹp lắm. Mà lô này xong bắt đầu bảo nó chở cọc vào, bắt đầu nó chôn cọc xong bắt đầu là phân lô các kiểu luôn. Rào đá. Rào xung quanh đá. Xong bắt đầu nó có 400 xây dựng rồi thì bây giờ mình chuẩn bị tách ra làm hai, mỗi lô 200 xây dựng. Cái đó mình đi làm sau. Xong mình chia luôn ra luôn, mà chia làm đôi. Phân ra rồi thì bắt đầu mình đi tách sổ. Hơn 3.000 mét cơ mà, 400 xây dựng các mẹ. Nhưng mà cái bề ngang đó thực ra mình chỉ làm 2 thôi. Làm 2 là đẹp lắm á. Làm 2 là vừa khít một sào máy một lô, là vừa đủ căn nhà và sân vườn hả? Sân vườn. Ở dưới kia nó sẽ thải xuống nữa, hầu trồng cây nữa. Nó không có trái tầm nhìn nữa. Thơm mà nhìn thôi. Biết luôn hả? Nhìn thấy luôn hả? Nhìn thấy ra vấn đề luôn hả? Thấy chứ. Chứ còn đất đi kia này không nhìn thấy ra đúng không? Có cây là không nhìn thấy đúng không? Ở đây không có cây là nhìn thấy đúng không? Ở đây là hình dung được nhiều nhiều thế lắm. Quay hướng nào cũng được nhỉ? Không, nhà chỗ đó thì chỉ xe quay hướng thung lũng thôi. Mặt tiền đi vô nè. Tại vì mặt tiền rộng quá mà. Thằng Bình Liên 2 này không mạnh nhỉ. Sao nó nhá đèn đang nãy anh giờ anh với không cái gì để nó báo mình hết trơn. Đây này nó đã hút đất đây này. Nó bên ngoài 23 độ mà bên trong nóng chứ. Cái con đường này là qua cầu, còn đường kia không qua cầu đúng không? Đúng rồi, đường kia không qua cầu. Ok, nát gì mình nốt lại. Đường kia thẳng một phát qua trung tâm đã ngay thật vòi luôn. Cái cầu này nó làm cầu bê tông nữa thôi hả? Không, trước sau thì cũng vậy hả? Đây nó thuộc ấy mà, khu nó phát triển. Và đẹp không? Cái khâu mà anh đi lên xây dựng không đã mệt rồi đúng không? Không, nếu mà nó quy hoạch được thì nó quy hoạch rồi thì mình lên dễ thôi. Giờ chỉ làm 2 mà tiền hùng quá trời có phần, vậy chia cái quái gì được thì bán thì mình chia theo thôi. Còn nếu mà anh có khả năng thì được thì ví dụ như 2 người thôi. Em lại ít tiền em đi kiếm kiểu khác, em thiếu thì kiếm cách kiếm đất. Không, anh là thiếu giác rồi, anh dính kia rồi. Anh có đủ tiền như vậy, 3 tỷ là nhiều quá, 2 tỷ cũng nhiều quá rồi. Phải bán bớt, gia làm anh bây giờ đi mà có khách bán luôn bớt, 1-2 lô là đủ. Một lô nữa thôi là đủ. Còn không thì em điện cho bà chị lấy 1.5 tỷ. Có đứng nữa hả? Rồi, bà này có 1.5 tỷ nè. Bay vô chơi không lại chơi. Còn mình đất nào hậu anh ạ, đẹp lắm. Đây trong sổ này, sổ này. Đấy, hai rồi. Miếng miếng trên miếng dưới đi thẳng, vậy là mình phải hợp thửa xong mới tách ra. Đâu, nó có sổ riêng một thửa rồi thì phải hợp lại thành một mới tách ra chứ. Đâu, không có phải hợp chứ tách làm sao. Bây giờ cứ cắt thôi. Mình chia làm sao đây? Mệt quá, cứ cắt đôi cái nô đó ra thôi. Vậy ra 4 sổ. 2 thôi. Bây giờ 2 là đúng không? Không, bây giờ có 1. Có cái này nó thuộc bỏ bên trên. Có cái lô mà cao cao anh hỏi đó. Cái lô không có xây dựng á. Ủa vậy là con đường nó đường chung. Thì đường nó đường đi vào dân, đường đâu phải đường mình nhà mình đâu. Vậy là nó không hiển thị sổ hả? Sổ mới chắc có chứ, sổ này cái này chắc lâu đời rồi. Cái
từ năm nào đến giờ rồi nè. Tháng mùng 1 tháng 7 2004 này, lấy đâu ra mà đường sổ. Thế thì xin sổ mới thôi chứ. Sổ cũng mềm. Lâu quá. Không, cái này là cái ấy đó, thì mai mốt thì gặp chủ xem sổ, xem sách, mình phải xem sổ đúng chủ chứ. Mình đâu có đi mua đất tào lao đâu mà. Đúng, em đúng. Kỹ lắm. Em đâu có tào lao như kiểm anh. Kiểm tra nghĩa địa, nghĩa trang tùm lum nha. Không có, khu vực đó không có. Chỉ có mình đi con đường này thì mình đi qua cái chỗ mà trung tâm đó, nó có cái nghĩa trang thôi. Mình đi đường kia đâu có dính nghĩa trang. Nó mà đó không sợ, vệ dân như vậy mà. Nghĩa trang gì. Có cái nô con nãy á, đi qua nghĩa trang á. Đường nó bé, ở đây đường to mà. Thì đó anh nhắm rồi mà đẹp mà. Má bên này dự án của nó view không đẹp bằng cái view của mình đâu. View mình nhìn ra thị trấn. Nói còn view dự án là nhìn qua bên mình. Ở đây nó gần, nó gần nhiều thứ. Nó rất là đẹp. Ở cái lô ba xào đấy 400m xây dựng nó có làm việc chính chủ được không? Sáng mai nếu mà tối nay cái là ok, sáng mai làm việc chính chủ luôn á, để trả giá được thì mua đấy nha. Rồi đấy, phải còn bắt làm việc chính chủ không có lằng nhằng đúng không anh Tân? Đúng. Mua thì cò kéo gì đéo, tôi cứ đến tôi gặp chủ đó, còn cò cái mẹ mày có khoảng tài là bằng hả? Mày tính với nhau như nào tính biết, nhưng tôi mua là tôi gặp chính chủ tôi trả vậy giá. Hỏi lại cái nguồn là trên bên bảo là bao nhiêu tiền để giờ anh coi lại. Bây giờ em ít nhất là 500 rồi, 500 lúc nào cũng có. Còn bây giờ em rủ bà chị kia là bà có 1 tỷ. Không thì để em bảo lấy cho nó một lô đi, hai một cắt thôi hả? Một nửa. Còn nếu mà anh thì anh ngưng thì em có ít thì có 500 của bà chị gái đó thì lúc nào cũng có và chuyển vào cái một thôi. Ok. Tiền thì em huy động thì dễ mà, tại với đợt đó đâm mấy miếng của anh đấy. Chứ chỉ cần alo cái là có người huy động vốn thôi. Chứ em uy tín mà. Okay. Làm việc nó 1 là 1, 2 là 2, không có lằng nhằng. Với mấy tỷ của anh, cái nô mê ninh thì em còn huy động được nữa mà. Mỗi gì tỷ mấy? Một lô nào ta? Cái lô mà đợt trước anh... Cái lô mà 6 xào đó. Cái lô mà anh con thu nó múc cà phê á. Mấy tỷ thôi chứ, em huy động một phát mà ngày nó mấy tỷ to rồi. Phát một là có ngày. Anh nhiều đất quá giờ anh nhớ đâu, em nhớ lắm. Nhiều đồng nhiều, chừng đó. Chừng cái gì, anh giờ anh ở Mê Linh này, anh buôn đi bán lại chắc phải mười mấy chục lô rồi. Vài lô. Chả mấy chục lô rồi còn gì nữa. Năm lô là hả? Năm cái gì mà năm. Năm đó. Mẹ riêng chỗ Mê Linh này không đã 4-5 lô rồi. Chưa kể bên kia. Bên kia rồi dưới Chi Lăng với lại bên Gia Lâm, Trà, Phúc Thọ, anh nhiều chứ, tính là mấy chục lô ở... Không có chục đâu, 10 lô là hết rồi. Mười mấy lô rồi. Vì riêng cái sổ anh tách ra bây giờ đã 5 lô rồi. Anh nói sao vậy? Chưa bán mà. Chưa, nhưng mà ý là đang nói lô đất em. Gì? Nhiều mà. Sợ, chân teo teo rồi. Teo đó, con nhỏ 18 tuổi nó cũng teo, nó 1m73 mà nó ấm nhờm vậy đó, nhìn nó chán lắm. Chân nó phải múp tí, nó lúp lúp tí. Chân trắng mà nó này tròn tròn. Hai đùa phải khép kim lại đúng không? Không mà thường thường dịch. Ủa mà đang quay video mà cha. Lát anh lòng tiếng âm thanh. Mệt quá. Thôi, hôm nay ông lại quên đi phát. Đặt chết.
cái ghế này bây giờ dựa lên này thoải mái này. Tại anh kéo ra, tại anh kéo này nè, mình chỉnh được hết mà. Thì tại con đó con nhỏ nó 1m7 anh phải làm như vậy nó mới thoải mái được. Chứ không nó ngồi cái chân luôn. Rồi gò bó, gò bó. Cái nhà em không bao giờ cỡ nào em giữ rồi. Chỗ đó chỗ nghỉ dưỡng mà. Nông nghiệp với nông nghiệp mà em đã xây nhà rồi, em cần quái gì giờ nên hay không nên xây dựng đâu cần đâu. Quan trọng có nhà chứ. Nhà có nhà cây có sẵn rồi, cổng làm sẵn đầy đủ rồi. Ít bữa nữa cho lên cái loại. Thằng nào ngon vào mà đập. Sổ sách mình cầm rồi đúng không? Rồi em vay ở trên Sài Gòn, thằng Long nó vay giùm á. Mấy trăm mà nó bảo thôi cậu ơi, để cháu mượn đây cho bằng ngân hàng, đỡ mất công đem sổ làm ngân hàng. Mình không phải đi sổ đi cắm. Ủa, sổ mình sao người ta cắm được? Ý là nó mượn mồm cho. Thì em đang mang sổ làm ngân hàng nông nghiệp á, em cầm thì mất công làm thủ tục á. Sau này bị đóng dấu. Nó bảo thôi vậy thì cháu mượn trên này cho mấy trăm, mình cháu mượn cho thì cũng em đóng lãi một năm luôn. Là còn bao nhiêu gửi về đây? Gì tốt. Thay vì mình khỏi biết làm hồ sơ. Uy tín mà. Uy tín là làm nên chất lượng hả? Thì có uy tín là sống được hết đấy. Anh cái thương hiệu cũng vậy thôi. Anh làm nên cái một cái thương hiệu đâu phải dễ đâu. Nó phải liên quan tới này, chất lượng này, uy tín này. Đó. Thời gian nữa. Nó anh kể cả con người anh vậy, ví dụ con người anh mà sống á, sống đúng cái tâm á là phải lâu dài mới biết được. Chứ còn một sớm một chiều sao biết được cái bản tính bản chất của con người. Cho nên nếu mà một con người mà hoàn chỉnh, nói bảo không ai hoàn chỉnh, nhưng mà nếu nói một con người mà để cho người ta tin tưởng mà có một cái uy tín đâu phải một sớm một chiều. Nó cũng phải có thời gian chứ. Gây dựng rất là lâu ha. Mà muốn phá thì một giây thôi. Đúng rồi. Phá chỉ cần một giây, nhưng mà ý người ta gặp anh một lần làm sao mà người ta biết anh thế nào đúng không? Không vậy nói chống nó phải để lại cái tâm cái hậu sau này chứ. Nói về đồng tiền đôi khi nằm ở mắt, nhưng mà cái đồng tiền nó bạc ấy, nhưng mà đôi khi có nhiều người tiền vì tiền đó mà tâm ra nó mất cái uy tín đó. Mất uy tín là nó mất cái danh dự. Ví dụ có nhiều người ta coi trọng đồng tiền quá. Nó mất cái danh dự, mất anh em. Mất anh em, mất bạn bè. Nó đâu cần đó, cái đó nó không cần. Thì vậy, cho nên đâu phải là cái uy tín nó quan trọng cỡ nào. Kể cả kinh doanh hay là trong con người, tất cả mọi thứ uy tín nó quan trọng lắm. Còn hàng hóa thì nó lại liên quan tới chất lượng. Mình không phải hàng hóa, mình là con người, nhưng mình cần có một cái uy tín, một cái lập trường tạo dựng lên để cho người ta tin tưởng mình. Làm sao người ta mới tin chứ? Ê, tại sao người ta bỏ ra mấy tỷ cho em đứng tên? Máu mủ đi không phải. Người ta vẫn tin mình đúng không? Đó là do mình. Nhiều người khác anh em người ta không nhờ mà lại người ta lại nhờ mình đứng tên. Đôi khi nó là vậy. Cho nên mình cứ sống đúng như cái tâm của mình đi. Còn bao nhiêu việc khác kệ, ai muốn nói gì nói kệ. Thấy trên cơ bản là danh nghĩa là đất quá trời rồi đúng không? Mà phải của mình đúng không? Nhưng mà không phải của em. Đó, cứ ai bảo đâu không có đất, đâu có gì đấy sổ trong nhà đó.
người ta mua sổ đầy chỗ đó nó phép về anh vào tủ cho em nhá. Mấy cuốn rồi? 6 cuốn, 7 cuốn gì á. Đại gia, đại gia đi chủ. Ờ, nhưng mà bây giờ em hỏi anh bây giờ đấy, giá vừa rồi bán cái miếng của anh toàn bộ nó cũng ủy quyền cho em hết. Ừ. Em muốn bán sao em nhận tiền gửi mua bán làm hồ sơ này sổ của cái đó ủy quyền được luôn hả? Ủy quyền luôn. Anh như anh ủy quyền cho em bán anh cũng ủy quyền được. Nhưng đấy, mà đóng thêm một lần thuế nữa. Một lần thuế hết 3 triệu. À, thu vậy thì bây giờ... ý nó vậy đó. Tức là, tức là bình thường anh bán thì anh chỉ mất cái thuế thu nhập thôi đúng không? Ừ. Còn những ủy quyền cho em thêm này, em là ông Trần Văn Bảo lại mất thêm một cái thuế nó tính vào đó là một do cái giá trị của cái hồ sơ đó, ví dụ như 420 triệu, cái khai là 420 triệu. Ừ. Thì nó tính vào đó là nó tính kiểu gì mà hết 3 triệu vốn, 3 triệu 2 nhỉ. Trong cái giá trị của cái chuyển nhượng đó. Nó tính nó cũng tính là gần như 2%. Cũng được gì đâu. Đó thì không sao, thay vì vợ chồng nó không xuống. Thì bây giờ nó bỏ coi như 3 triệu đó nó đi về thì lúc đó ra phòng công chứng mình làm có tờ giấy ủy quyền phải không? Làm ở Sài Gòn luôn, gửi xuống đây. À. Làm trên chỗ Thủ Thiêm á, phòng công chứng Thủ Thiêm á. À, làm ở Sài Gòn gửi đây. Ừ, gửi về đây, gửi xe Thành Bưởi á, em lên em lấy, thế em đi bán đất thôi. Để anh biết được mai mốt anh nhà bán giùm như thế. Thì được á, thì anh mất 3 triệu tiền thuế cho em thôi. Tiền thuế đóng cho nhà nước thôi, chứ có mất gì đâu. Mình cho người phải ta đi cái chục triệu được mà không lẽ 3 triệu quý quyền được không? Thì đó em đấy em đang nói chuyện đó, vừa rồi đứng tên hàng năm mà nó có về đây chi đâu. Ừ. Em bán bây giờ hôm qua vẫn lấy sổ cho người ta đồng hoàng khỏe không? Ừ. Ở xa anh, ở xa anh, người này anh tin tưởng anh ủy quyền, mày bán cho anh đó là giá này thống nhất hai người làm việc với nhau như nào kể em biết. Ừ. Mình em chỉ là cái người đứng đăng ký nhận cọc và đi làm hồ sơ thôi cho người ta, cho cái chủ mới thôi. Cái còn tiền bạc giữa bên chỗ con gì đó, con Trâm con gì đó, nó mua bán với chủ này với ông Long em đâu có liên quan gì đâu mà. Ừ. Ừ. Nó không biết thì cái chuyện tiền cò thì các thằng Tùng thì bảo là người anh bảo ơi, anh đi làm anh cũng biết đấy được 5 triệu. Mà cái miếng này may tao chưa hãy nói thôi mày chỗ quen biết bên đấy. Giới thiệu lo tào lao. Tự mày đừng hoa cướp tao. Ai bán ai ấy đâu mà ai đăng rồi tao gửi người tụi mày, tụi mày tụi mày làm việc thẳng với chủ xin số của anh Tân làm việc thẳng đấy, em nói em cũng không nói ngậm trong mồm thôi. Ừ. Em nói ra chứ còn đúng ra thì nó cho mình mấy đồng, nó kêu mà được 5 triệu xong em bảo làm gì có cái 5 triệu bọn này nó làm, thì em mới hỏi ông Lập á. Ừ. Ông mà mua đất á. Không có đâu em, anh chuyển khoản cho nó 20 á. Mày nói chuyện xấu đó. À, còn cái vụ kia anh cho nó 50 thì bà chủ đất bà bán lô có 500 triệu à. Anh nói thôi giờ anh chờ bay 50 rồi đừng có lấy tiền môi giới của người ta nữa nha. Sau này anh hỏi lại đâu tụi nó vẫn lấy chị 10 triệu. Đủ. Anh đã cho rồi đó, còn anh đã dặn trước luôn rồi đó. Thôi người ta bán rẻ rồi, không nên lấy nữa, anh cho luôn rồi đúng không? Anh cho là 10% ghê không? Tại nó rẻ mà. Mà sao cho nó không được, nó hối máu. Giờ miếng đó tiền không. ngay thị trấn à. Mẹ ơi, cháu thằng ấy nó bán, người quen mình bán được đất rồi mình cũng cào nhào thì mấy cái đồng bạc vớ vẩn, người lớn không nói hay làm ăn chán à, không có chút uy tín gì đó, có được tiền nó thôi à. Chưa hôm đấy xong sóc trong sóc nó gọi em xuống Tùng á. Ừ. Xuống nhận cọc. Lẽ không phải đất của mình với lại người nhà mình, lẽ mình cơm nước thì không chịu ăn, nó lôi cổ xuống gọi miết nó gọi. Để... em nào vậy? Hằng. Hằng là em nào? Hằng không biết, giáo viên dạy cấp 1. Trắng tươi, lâu lâu mới gặp được em trắng tươi. Thì con chồng đang ghi giấy cọc bổ chấm. À. Em hả? Ơ anh Bảo hả? À? Cái lô đất này bữa trước anh gửi em mà. Em làm việc với anh Tùng rồi. Kéo à? Ngoại. Mấy cái chuyện chồng thì cơ bản là cũng là mình đứng tên như đất của mình rồi, ai cũng được, đúng không? Đâu. Thì miếng đó là ai đứng tên? Long đứng tên chứ. Thì nó ủy quyền cho mình. Ủy quyền cho mình bán. Thì coi như đất của mình. Nó là không biết đâu. Ôi, coi như đất của mình. Vẫn
nhưng mà nói đúng lý là em gửi con đó. Ừ. Rồi con đó nó mới gửi liên kết với thằng Tùng, nó cùng trong cái nhóm Tùng. À. Xong nó mới hỏi, nó biết cái miếng này là của anh Tân bán cho ông này, ông Long này. Ừ. Mới điện cho anh xin xuống khỏi của Long. À. Đúng không? Nên nó lưu lại, thế bây giờ nó lại một thời gian sau nó lại điện cho chủ. Nó qua mình, chứ em không gửi nó đấy gì, nó bảo miếng đất này bán. Ừ. Thế đúng như người ta á. Như ai như anh vậy thôi, anh Long vậy. Ở như Long bảo cậu ơi, bây giờ nó vậy đấy, bây giờ nó điện làm việc với cháu, bây giờ sao? Nếu mà đúng á, nó Long bảo là mua bán hay không gặp bảo, đúng không? Ừ. Thì nó là một chuyện khác, thì nó phải qua em. Ừ. Em thì buộc nó phải chi tiền phần trăm cho em chứ. Đúng rồi. Nhưng mà mình không nói với Long, mình nói bảo thôi cậu, người nhà chẳng thích ưng thì cho bán. Chuyện đó không quan trọng, đúng không? Phải chuyện bạc anh bạc làm cái gì, đúng không? Ừ. Nên người nhà mình bán được đất rồi thì là mình thấy mừng rồi. Ừ. Trong khi đó đất đó ngày xưa là mình mua cho nó. Ừ. Mừng bỏ mẹ lên đây, bán đất nào đây? Không biết nó đặt đất đất nào. Thật chứ? Ừ. Thằng này... Không, chắc nó làm cờ trong sân á. À. Anh bật đèn sớm rồi. Đèn tự động. Tự đủ, không đủ độ sáng là nó tự đỏ. quay bị quên luôn. Ai chụp vào đang đứng cửa vậy? Nóng trong xe nóng thế.